lỗi không phải tại thầy thuốc. Thuở xưa, có một chàng thanh niên đau nặng, đã hết phương cứu chữa mà bệnh tình vẫn không thuyên giảm. Các thầy thuốc danh tiếng trong vùng đều bó tay nên chàng ta thất vọng, đau khổ lắm. Nhưng may thay, một hôm, có một vị lương y tìm đến thăm bệnh cho chàng rồi nói: "Bệnh anh trầm trọng lắm rồi, chỉ còn một phương thuốc cứu chữa mà thôi. Thuốc ấy tuy khó tìm nhưng cố gắng sẽ tìm được. Thứ thuốc ấy là thứ thịt chim trĩ, anh phải tìm mua cho được mà ăn thì bệnh sẽ lành. Anh cứ y theo lời tôi thì một thời gian sẽ thấy hiệu quả ngay. Bây giờ tôi phải đi nơi xa để cứu chữa cho những người khác." Chàng ta nghe qua lấy làm mừng rỡ, liền mượn một người hàng xóm đi mua hộ chim rỉ. Người hàng xóm thấy tình cảnh của chàng và lấy làm thương hại nên cố gắng đi tìm mua giùm. Đi tìm mãi, mua được một con về cho chàng. Sau khi ăn xong, thấy bệnh tình thuyên giảm nhiều, chàng rất sung sướng và tán tụng vị lương y không ngớt. Nhưng tiếc thay, anh chỉ ăn một con rồi không ăn nữa, nên bất ngờ bệnh tình lại trở như cũ. Chàng lại than phiền, thuốc không hay, thầy không giỏi. Thời gian sau, vị lương y trở lại hỏi: "Bệnh bớt chưa?" Chàng đáp: "Dạ thưa, không bớt gì cả. Trước khi ngài bảo tôi mua chim trĩ ăn thì hết bệnh sẽ lành. Tôi y theo lời, mượn người mua được một con đem về ăn. Khi ăn xong thì bệnh có giảm một đôi phần, nhưng trải qua vài ngày thì bệnh trở lại như cũ." Vị lương y nói: "Sợ dĩ bệnh của anh không lành là không phải lỗi vì tôi, cũng không phải tại thuốc không hay, mà lỗi tại anh, vì bệnh của anh là trọng bệnh, cần phải ăn nhiều chim trĩ mới có thể lành, chứ ăn một con mà mong lành bệnh sao được." Nghe ra chàng tự giận và trách mình quá dại khờ nông nổi. Câu chuyện này, Đức Phật ví dụ cho chúng sanh bị khổ trầm luân sanh tử nhiều đời nhiều kiếp. Đức Phật ra đời chỉ cho phương pháp thoát khổ, nhưng chúng sanh biết nhát, không chịu y theo giáo pháp, tiếp tục tinh tấn tu hành, nên vẫn bị sanh tử luân hồi, mãi không giải thoát. Trở lại, trách Phật không độ, Phật pháp không nhiệm màu. Ta như thầy thuốc hay, biết bệnh cho thuốc, uống hay không uống, không phải tại thầy. Ta như vị chỉ đường, dạy con đường phải, nghe mà không đi, lỗi không phải tại người chỉ đường. Câu chuyện điều đáng lo nhất. Hoàng Thái Hậu vua Ba Tư Nạp mất, tục lệ cổ truyền của xứ Ấn Độ, nhà vua và quần thần lo cử hành lễ an táng rất long trọng. Sau khi công việc xong xuôi, nhà vua cùng hoàng tộc mang cả áo vải sô gai đi chân đến nước Xá Vệ, nơi tịnh xá Kỳ Hoàng đảnh lễ Đức Phật. Lấy làm lạ, Đức Phật bảo vua Ba Tư Nạp ngồi rồi hỏi rằng: "Hôm nay sao đại vương mặc y phục như vậy?" "Kính bạch Đức Phật Thế Tôn, mẹ con năm nay tuổi ngoài 90, bà mới vừa mất sau một cơn bệnh nặng. Con an táng xong, lòng cảm thấy buồn bởi thân thuộc biệt ly, nên đến đây chiêm ngưỡng Đức Thế Tôn. May đâu nhờ ngài để vơi được đôi phần đau xót." "Này đại vương, từ xưa đến nay, điều đáng lo nhất cho nhân loại, sống thì thiếu thốn, già thì héo khô, bệnh thì đau đớn, và chết thì biệt ly, bốn thứ ấy không bao giờ hẹn với người cả." "Bạch Thế Tôn, thế thì bấy lâu nay con quá mê lầm, buồn những điều không đáng buồn, nhất là lo những điều không đáng lo." Vua Ba Tư Nạp vừa dứt lời thì Đức Thế Tôn dạy: "Đại vương này, vạn vật vô thường chuyển biến, di dịch không đứng yên, sự sống của con người cũng y như vậy, chả khác gì nước sông xuôi dòng chảy suốt ngày đêm. Đại vương hãy chú ý nghe, tất cả các ý ấy ta sẽ tóm tắt trong bài kệ sau đây. Như nước chảy xuôi dòng, chẳng bao giờ trở lại, mạng người cũng như vậy, không khác một mảy may." Im lặng một hồi lâu để cho vua Ba Tư Nạp được thấm nhuần chân lý ấy, rồi Đức Phật lại tiếp thêm: "Này đại vương, đời người ai cũng già, cũng bệnh, cũng chết, chứ không ai là kẻ trường sanh, thoát ly ngoài định luật ấy, dù là vua chúa. Vậy nhà vua buồn rầu một cách vô nghĩa trước cái chết thì chỉ hao tổn xác thân và tinh thần mềm yếu mà thôi. Là con người hiếu thảo,
đại vương làm tất cả phước thiện như bố thí, trì giới, nhẫn nhục để hồi hướng công đức ấy cho người quá cố. Nếu làm được như vậy thì không những ảnh hưởng đến người chết mà hiện tại người còn sẽ được nhiều phước lạc và tương lai sẽ đi lần đến nơi giải thoát. Những lời Phật dạy làm cho bao nhiêu sầu muộn của vua Ba Tư Nặc và hoàng hậu tiêu tan và những niềm hoan hỷ hiện bày trên nét mặt. Trên đường về, vua Ba Tư Nặc luôn luôn nói với mọi người: "Hôm nay chúng ta mới bắt đầu thấy được dấu đạo, ta hy vọng có thể làm cho mẫu hậu ta được siêu thoát ly, được bốn điều đáng lo lắng nhất của nhân loại mà Đức Phật đã dạy nếu thực hành theo Ngài. Không có vật gì thường trụ, vật gì cũng biến đổi, người ta không thể tắm hai lần trong một dòng nước, vì từ giây phút này đến giây phút khác, dòng nước ấy không còn y như cũ, nó đã biến đổi và trở thành dòng nước khác." Câu chuyện Nước mắt mẹ hiền. Nắng chiều ẩn vàng những căn nhà mới dựng trên bãi biển của thành Ba La Nại. Đó là nhà của một người lái buôn giàu có. Hơn 10 năm nay, anh ta đã bao lần lên đền trên biển cả, tìm đến những bến bờ xa lạ của các nước Ả Rập, tiếp xúc với những dân tộc hiền lành cũng như hung dữ. Sau mỗi chuyến đi, anh ta lời rất lớn, rồi anh trở thành một trong những người nhiều của cải nhất. Vợ anh là một người đảm đang, mắt nàng luôn ẩn vẻ lo buồn. Và ngày về của chồng với bao đồ quý giá vẫn không làm cho nàng vui, vì cái viễn ảnh của ngày ra đi, của cuộc chia ly sắp đến. Hai vợ chồng sinh được một đứa con trai, nàng đặt cho nó cái tên thật dài, Metra Kaniaka. Đứa bé đem lại cho nàng những nỗi khuây khỏa trong lúc xa chồng. Metra Kaniaka đã lên 6. Một đêm về mùa đông, nàng thao thức không ngủ được vì sắp đến ngày cha Metra về. Đến gần sáng, trời bỗng trở gió, gió càng lúc càng mạnh, tiếng gió bể ầm ầm. Những mối lo ngại như nhiều lần trước trỗi dậy. Mãi đến chiều, đoàn thuyền vẫn chưa thấy về. Người ta ra bãi ngóng trông. Đến gần tối, một chiếc thuyền buồm xuất hiện. Trong số hàng chục chiếc ra đi, chỉ có một chiếc trở về. Và chiếc đó không phải là thuyền của chồng nàng. Người ta báo cho nàng cái tin hung dữ. Thuyền của chồng nàng bị đánh đắm. Nàng ngất đi. Sự đau đớn lớn lao nhất của đời nàng ghi mãi nét buồn trên gương mặt nàng. Và tất cả hy vọng của mình còn lại, nàng đã trút vào cuộc đời của Metra. Metra lớn lên khỏe mạnh hơn người, mắt hắn long lanh đen nháy, luôn luôn nhìn thẳng ra xa, mơ ước một cuộc đời phiêu bạt. Nàng đã đoán trước được điều ấy nên tìm hết cách khuyên bảo con. Đôi lúc hắn hỏi mẹ: "Mẹ ơi, cha con thổi trước làm nghề gì?" Câu hỏi đó đã làm nàng nhiều đêm không ngủ yên. Nàng thấy lại nỗi đau xót của mình trong buổi chiều đông năm xưa. Nàng nói dối hắn: "Cha con hồi trước làm nghề đi buôn trong nước." Hắn liền nuôi mộng đi buôn trong nước. 5 năm sau, Metra trở thành một thanh niên cứng cỏi và hắn đi buôn trong nước. Trong chuyến đi buôn đầu, hắn lời được 4 đồng. Đó là một thành công lớn đối với kẻ còn thiếu kinh nghiệm như hắn. Hắn đem về cả 4 đồng giao cho mẹ hắn và yêu cầu mẹ cúng dường giúp đỡ các vị sa môn, bà la môn, những người nghèo khổ và ăn xin. Mẹ hắn tưởng hắn an phận thích nghề ấy rồi. Nhưng một hôm, hắn trở về buồn rười rượi. Hắn muốn đổi nghề vì nghe người ta nói cha hắn làm nghề bán dầu thơm. Mẹ hắn đành chiều hắn. Ngày hôm sau, hắn lập quán trong thành phố. Lần này, hắn lời được 8 đồng, khá hơn lần trước. Nhưng cái nghề bán dầu thơm tầm thường nọ không làm hắn hứng thú chút nào. Lại thêm có người bảo cha hắn trước kia làm nghề bán nữ trang. Thế là lần sau, hắn đem 8 đồng về cho mẹ với ý định bỏ nghề bán dầu thơm. Nó chuyển sang nghề bán nữ trang. Nó bán chạy và cạnh tranh với những tiệm vàng lớn trong thành phố. Nó lời tháng đầu 16 đồng, tháng sau 32 đồng. Thật là những món tiền to lớn. Hắn đem về cho mẹ và cũng yêu cầu mẹ làm các việc công đức như những lần trước. Nhưng cái nghề này giữ chân hắn một chỗ và hắn thấy bực bội. Sự hoạt động của hắn bị bó hẹp, tầm mắt của hắn bị chặn lại. Rồi có một chủ tiệm vàng đến nói với hắn:
Sóc Giang không làm nghề hàng hải như ông thân chàng, mà lại đi làm nghề bán nữ trang hèn mọn tù túng này. Hắn bị kích thích đúng chỗ. Vậy là hôm sau, Mê Trà bán tất cả số vàng còn lại, dùng được một số vốn lớn. Bể khơi với sóng gió ngàn trùng, với các bến bờ xa lạ kêu gọi hắn. Hắn nhất quyết rồi, hắn về nói với mẹ: "Thưa mẹ, có phải cha con trước kia làm nghề hàng hải không? Mẹ cho con theo nghiệp cha con đi buôn ngoài bể cả." Mẹ hắn sửng sốt, bà đã cảm thấy trước điều mong muốn của con. Bà đã để ý đến cái nhìn đăm đắm của hắn ra tận biển khơi, như cố tìm đến bờ bên kia đại dương. Bà đã để ý con say sưa thèm thuồng cuộc đời của những thủy thủ trên các thuyền buồm từ xa đến. Bà cũng muốn cho con thỏa nguyện, nhưng hình ảnh của cuộc ra đi không ngày về của cha Mê Tra làm cho nàng tìm cách ngăn con lại. "Phải, Mê Tra ạ, cha con trước đây làm nghề hàng hải, nhưng bị tai nạn chết đánh từ ngoài bể khơi. Mẹ đã đau khổ lắm rồi, nay mẹ chỉ có mình con nỡ nào bỏ mẹ ra đi góc bể chân trời, mẹ sẽ khô héo mà chết." Mê Tra tuy cảm động, nhưng hắn đã quyết. Chiều hôm ấy, hắn cho người đánh chuông rào khắp kinh thành Ba La Nại. Hỏi các thương gia đáng tôn kính, Mê Tra sắp đi buôn xa. Vậy, ai muốn đem hàng ra hải ngoại thì cứ đi chung với người. Mẹ Mê Tra khuyên răn hắn rất nhiều, hắn vẫn không đổi ý định. Đến ngày ra đi, 500 lái buôn cùng đi chuyến này với hắn. Bà mẹ quá thương con, cái cảnh ra đi giống hệt như cảnh ra đi của cha con ngày trước, làm bà quá đau xót. Bà ngã xuống, ôm lấy chân con mà khóc. Mọi người đều cảm động. Mê Tra ngồi xuống một lát, nhưng hắn bỗng đứng dậy, rút mặt chân ra bước qua đầu mẹ hắn. Hắn đi thẳng xuống thuyền, không quá nhìn lại. Bà mẹ chậm chạp ngồi dậy trong nước mắt mà niệm nho nhỏ: "Con ơi, mẹ cầu cho con tai qua nạn khỏi. Mẹ cầu cho con khỏi bị quả báo đã bước ngang đầu mẹ con ơi." Đoàn thuyền vượt sóng đã 3 ngày trường. Đến ngày thứ 4, trời bỗng đổi biến đột ngột, rồi có gió mạnh. Gió cuốn từng hồi báo trước một cơn bão lớn. Mọi người lo ngại và cố sức chống chọi, nhưng chuyện phải đến đã đến. Bão to đã đánh tan cả đoàn thuyền. Mê Tra đeo trên một tấm ván và may mắn trôi dạt vào bờ xa lạ. Hắn lần lần hồi tưởng lại và đi đến một thành phố. Đây là thành Ramanda. Anh chàng thanh niên của kinh thành Ba La Nại được người ta niềm nở đón tiếp. Có 4 nàng tiên đẹp đẽ đến chào hắn. Trước ngực mỗi nàng đều lấp lánh một đồng tiền vàng, giống như đồng vàng hắn đã trao cho mẹ ngày trước đây. Các nàng tiên nói với hắn: "Chào chàng Mê Tra, đây là đình đài của các em, đây là tất cả sự khoái lạc ở đời, chàng vào đây chung vui với chúng em." Mê Tra nhận lời. Hắn sống đầy đủ về vật chất, hình như được hưởng những phước đức đã làm nơi ngày trước, nhưng hình như có một nguyên do vô hình thúc đẩy hắn. Hắn buồn và ra đi. Xuống miền Nam, hắn đến thành Sadamaham, có 8 nàng tiên trẻ đẹp đến chào hắn. Trước ngực mỗi nàng lấp lánh một đồng tiền vàng, giống như đồng tiền vàng của hắn đã trao cho mẹ ngày trước đây. Các nàng tiên cũng nói với hắn những lời dịu dàng như những nàng trước. Hắn cũng nhận lời ở lại đây, và hắn cũng đã sống đầy đủ về vật chất, như được thừa hưởng những phước đức đã làm nên ngày trước. Sau đó lại buồn và ra đi xuống miền Nam. Hắn đến thành Nandana, 16 nàng tiên đẹp đẽ đến chào hắn. Trước ngực mỗi nàng lấp lánh một đồng tiền vàng, giống như đồng tiền vàng hắn đã trao cho mẹ hắn ngày trước. Các nàng dịu dàng mời hắn ở lại và chăm sóc như những nàng trước. Hắn đã sống đầy đủ về vật chất, như được thừa hưởng những phước đức đã làm nên ngày trước. Nhưng rồi hắn cũng lại ra đi về phía Nam. Hắn đến thành Bamotora, 32 nàng tiên đẹp đẽ chào hắn. Trước ngực mỗi nàng lấp lánh một đồng tiền vàng, giống như đồng tiền vàng hắn đã trao cho mẹ hắn ngày trước. Hắn được mời ở lại, hưởng khoái lạc trong thành. Đến đây nhiều điều đã làm cho hắn suy nghĩ. Tại sao hắn, một kẻ có tội với mẹ, hắn đã hưởng những sung sướng đã qua? Phải chăng đó là do ngày trước hắn đã trao những món tiền 4 đồng, 8 đồng, 16 đồng và 32 đồng cho mẹ hắn để làm việc thi ân? Nhưng sự sung sướng được hưởng đối với hắn quá nhiều rồi, hắn không thể ở lại đây nữa.
hắn lại ra đi xuống miền Nam, mặc dù các nàng tiên hết sức khuyên can. Lần này hắn đi thật xa, hắn đến một bức thành bằng sắt. Hắn đi vào thành thì cửa thành đóng lại. Hắn cứ đi nữa và không mấy chốc, hắn gặp một người to lớn, trên đầu đội một vành sắt cháy đỏ. Lửa phun rừng rực, máu mủ trên đầu người ấy chảy tràn xuống miệng, người ấy liếm tất cả. Hắn đến gần và hỏi: "Nhà ngươi là ai? Tại sao lại bị hình phạt đau đớn khổ sở như vậy?" Người ấy nén đau xót, ngẩn nhìn hắn một lát rồi trả lời: "Tôi là người đã làm cho mẹ tôi đau khổ, nên tôi phải gánh lấy quả báo như thế này. Tôi sẽ phải chịu quả báo mãi cho đến khi một người khác đã tạo nghiệp ác làm mẹ đau khổ đi ngang qua đây sẽ thay thế cho tôi." Cái quá khứ tội lỗi của Metra hiện lên rõ ràng trong tâm trí. Metra đã bước ngang đầu mẹ, đứa con bất hiếu đó đang đứng đây và đáng nhận những hình phạt nặng nề nhất. Metra vừa nghĩ như thế thì vành lửa nóng bay qua chụp lên đầu chàng. Metra nhìn người kia bây giờ đã khỏe mạnh, vết thương trên đầu bây giờ đã lành hẳn và hỏi: "Tôi phải chịu vòng lửa này trong bao lâu?" Người kia đáp: "Chàng phải chịu hình phạt này đời đời kiếp kiếp, cho đến khi có người phạm tội đã làm mẹ đau khổ như chàng đến thay thế cho chàng." Metra đau khổ vô cùng, lửa cháy xèo xèo từng mảnh thịt, mặt như bị cắt ra từng mảnh, từng đường gân máu tê liệt tại chỗ. Tuy vậy, Metra vẫn bằng lòng với hình phạt mình đã chịu. Chàng nghĩ rằng lại sẽ có người phạm tội đối với mẹ để đến chịu thay ta. Không nên như thế. Chúng sanh ơi, hãy đừng ai sanh tâm làm mẹ mình đau khổ. Hãy đừng ai làm cho nước mắt mẹ mình tuôn chảy vì mình. Rồi Metra phát nguyện rằng: "Tôi xin nguyện đội vành này mãi mãi, xin thay chịu đau khổ cho tất cả chúng sanh." Lời phát nguyện của Metra thật là vô cùng chứa chan tình yêu thương rộng lớn. Lời phát nguyện chân thành ấy đã giải thoát Metra khỏi vòng tội lỗi, và vòng lửa bỗng rời khỏi đầu Metra bay lên hư không, trả lại cho Metra đời sống yên lành. Cái đuôi chó xoắn ruột gà. Ngày xưa có một anh rất nghèo, cùng quẫn đến mức không tiền mua vật thực để sống lây lất với vợ con dưới mái tranh sơ sát. Ngày kia, đang lúc tan phan số phận hẩm hiu cùng vợ, anh ta sực nhớ có nghe ông bà thuật rằng: "Ai có phước nhờ thần linh phò trợ thì được cấp vô số bạc tiền." Do đó, anh ta bèn thành tâm cầu trời khấn Phật ban cho cái phúc hy hữu. Khấn vái xong, anh bèn cất bước đi ra khỏi làng, lang thang cùng rừng khắp núi. Rồi một buổi sáng nọ, bước chân đưa anh ta đến gần một động đá treo leo giữa triền non, kề bên một vực thẳm. Một dị nhân đang ngồi luyện phép. Anh ta sụp lạy lia lịa, xin ban cho mình một vị thần linh. Thấy lạ, dị nhân mới hỏi cớ sự: "Bạch thầy, con xin thỉnh một vị thần linh, mong thầy thương xót mà ban cho ân huệ đó." "Người chớ khá nghĩ đến chuyện ấy, trở về đi." Bữa sau, anh nghèo lại tìm đến than vang quỳ lại dị nhân, cố sức nảy nỉ cho được một vị thần linh. Chung cuộc, bị quấy rầy quá, tham thiền không được, dị nhân buộc lòng phải nhận lời thỉnh cầu và nói rằng: "Thôi, ta cho ngươi phép này. Hãy đọc câu thần chú của ta truyền thì thần linh hiển hiện và thi hành mọi việc ngươi xin. Nhưng ngươi phải nhớ kỹ lời ta dặn mới được. Là các thần linh thì hung tợn lắm, phải cắt việc cho thần linh mãi mãi thì người mới yên thân, nhược bằng không có việc để cho thần ở không thì thần vật người lập tức." "Bạch thầy, việc đó không sao cả, tôi sẽ cậy thần làm việc suốt đời không hết." Xong đâu đó, anh ta quay trở xuống núi, băng phu rừng sâu, lặp đi lặp lại câu thần chú cho thuộc lòng. Nào ngờ, thình lình một vị thần hiển hiện trước mắt. Thần khổng lồ, hình thù dữ tợn quát lớn rằng: "Ta là thần linh, phải cắt việc lập tức. Để ta rỗi, ta nuốt sống ăn tươi một tòa cung điện." "Xong cả, đem vàng bạc lại đây." "Đủ hết rồi đó. Phá rừng này dựng lên một đô thị." "Đã hoàn thành." Đến đây chàng ta phát sợ, run cầm cập nghĩ thầm: "Biết cắt việc chi bây giờ, làm như nháy mắt, ai xây trở lại cho kịp." "Cắt việc cho mau, không thì ta nuốt sống." Chàng ta hoảng hốt, không việc chi mà cắt,
tức tốc chạy nhào lên động đá, quỳ lại dị nhân cầu xin cứu mạng. Chuyện gì vậy? Bạch thầy, thần lẹ quá, không còn việc đòi nuốt tôi. Chàng ta vừa dứt lời thì thần hiện đến ngay, toan nuốt sống, làm gã kinh hồn, chạy núp sau lưng dị nhân. Thôi, ta chỉ cho một cách, con chó này có cái đuôi xoắn ruột gà, người lấy dao chặt đuôi nó, dao cho thần uống thẳng, mau đi. Hắn lật đật, chặt đuôi chó, trao điện cho thần. Kéo ra ngay. Thần lãnh lấy đuôi chó, ráng vuốt cho ngay, rồi buông ra thì xoắn lại như cũ. Thần lại vuốt đuôi chó lần thứ nhì, rồi buông ra thì đuôi chó cũng xoắn lại in như lần trước. Làm lại mãi, làm như thế ấy trong bao nhiêu lần không kể xiết. Sau cùng, thần bị kiệt sức chịu thua, nói lên rằng: Bình sinh ta chưa từng gặp việc nào khó khăn như vậy, ta chẳng phải bất tài, nhưng cậy việc này thì ta chịu thua. Cuộc đời khác nào chi cái đuôi chó xoắn ruột gà. Đã bao thế kỷ lần trôi, con người vẫn ráng sức uống cái đuôi chó xoắn lại cho ngay, mà nó không thể nào ngay được cả. Buông ra, nó lại xoắn lại. Trò đời vẫn éo le, tình người vẫn đen bạc. Kẻ đi trước phải học lấy bài học kinh nghiệm ấy, rồi người đi sau cũng kinh suất mà sa ngã vào cạm bẫy của dục tình. Câu chuyện thử lòng. Vui thay sáng lạng cả trời, hoa đàm đã nở rạng ngời khắp nơi. Đại từ Đức Phật ra đời, đem thuyền Bát Nhã độ người trầm luân. Thiệu quang chói lọi cõi trần, hỡi ai có biết hồng ân gần kề. Ca di ánh sáng đã về. Tiếng hát trong thanh ấy gần như ở tận cõi trời xa đưa lại, bay lạc trong gió, thoảng lanh lảnh dội từ rừng này sang rừng khác, từ non cao đến động thẳm, từ biển cả đến đồng bằng, chẳng chỗ nào mà không nghe đến nhạc điệu thần tiên ấy. Từng đàn bướm cánh vàng, xanh đỏ tím, bay liệng nhẫn nhơ, rập rờn trên cành hoa thắm, từng đàn chim non ríu rít ở trên cành cây, từng đàn sóc xinh đẹp tranh mảnh, rượt bắt nhau lẹ làng trên cổ thụ, cả thảy đều truyền nhau cái tin mừng qua kẽ lá. Những điệu nhạc du dương, những âm thanh đều đặn như diều giặc ở mấy tầng không, vang động những làn sóng điện của bể trần. Chúng sanh ơi, đấng giải thoát đã đến rồi. Đi, ta hãy đi cùng về phía nam, dãy núi Hy Mã Lạp Sơn để chờ ngài giác ngộ. Tạo Phật tưng bừng vừa mới tái sinh, trên trời sương mù đã tan hẳn, phần thái dương ẩn hiện sau đám mây thưa, chiếu ánh sáng huy hoàng trong khoảng không gian trong tạnh. Lòng người như cảm thấy một điềm lành, một ánh sáng thiêng liêng để phá tan bóng tối của cõi đời. Những cánh hoa sắp héo bỗng chuyển sang màu xanh biếc, nhưng cái ảnh hưởng huyền diệu nhất của ánh sáng này là nó biến đổi lòng người trong nháy mắt. Con người cảm thấy mình tốt đẹp hơn và cao thượng hơn. Kẻ sát nhân bỗng ghê rợn bàn tay đẫm máu của mình, bèn ăn năn hối tiếc. Chị bán hàng đang cân thiếu bỗng giật mình không dám gian lận nữa. Người đau yếu mỉm cười trên giường bệnh, cách hẳn tiếng rên than và nghe lòng mình ấm dịu reo nhảy một nguồn vui. Kẻ sắp lìa trần không còn sợ hãi mà được an tĩnh và đầy hy vọng. Người giàu sang vương giả không còn thiết tha cảnh vào ra đài cát đâm ra chán nản mùi phú quý hồng trần, muốn tìm đường thiêng liêng giải thoát để độ rỗi linh hồn. Ngày hôm ấy, khi phần ô vừa gác non đài, bóng hoàng hôn hiện giữa rừng sâu rung động chập chờn trong làn gió lạnh. Rải rác ở cánh đồng cỏ lục, vài ba chú nông phu với cặp bò vàng đi về phía chân đồi xanh biếc. Giữa cảnh rừng hoang tĩnh mịch, thỉnh thoảng những tiếng chim rủ nhau về tổ. Trên núi tuyết, gió lạnh từ xa thổi đến, ngào ngạt hương thơm của trăm thứ hoa rừng, xen lẫn mùi ngọt dịu của trái chín mùi. Dưới cội bồ đề hùng vĩ, Đức Phật Thích Ca đang ngồi kiết già, trầm tư mặt tưởng, chân xếp bằng, tay để trên gối, đầu ngay thẳng. Ngài ngồi tham thiền yên lặng như pho tượng đá. Trong cõi âm u tĩnh mịch, hào quang Đức Phật tỏa sáng, rực rỡ cõi trời và ân huệ của Ngài cũng ban ra khắp chúng. Thỉnh thoảng, vài con sóc vàng nhảy lên vai Ngài. Vài con bạch điểu xinh tươi nghiêng đầu vào cánh tay Ngài như mong chờ mơn trớn.
cái không khí thiêng liêng tràn đầy bác ái khiến cho kẻ nào thiếu đức tin đi ngang qua đó cũng phải cúi đầu quỳ gối kính phục. Như những thú rừng hung dữ kia mà khi đến gần ngài cũng hóa ra hiền lành và kính sợ. Nhưng kìa, con nai cái đang nằm úm con dưới áo ngài lại ngước mõm lên ngửi trên không một cách lạ thường, dường như có linh tính đoán trước sẽ xảy ra chuyện gì. Một tiếng động rập rền ở tận phương xa đưa lại, rồi kế tiếp tiếng nện gót giày một cách vội vàng trên mặt đất rêu xanh làm xào xạc cây cỏ, phá tan sự tĩnh mịch của cảnh rừng im lặng. Đi đầu là một thiếu niên anh tuấn, ăn mặc xinh xang diễm lệ, đeo ngọc ngà châu báu khắp mình, xăm xăm đi lại chỗ Đức Phật. Trước vẻ uy nghiêm an tịnh và hiền lành của Đức Phật, chàng bỗng khiếp sợ, vội vàng quỳ mọp xuống chân ngài một hồi lâu. Khi đứng dậy, hết sức cung kính, trong khi đó Đức Phật vẫn ngồi điềm nhiên như không có gì xảy ra. Nhưng trong cặp mắt ngài cũng nảy ra một tia sáng dịu dàng, chứa chan vẻ từ bi bác ái. Chàng thiếu niên ấy nói, Bạch Đức Thế Tôn, con xin kính lạy ngài. Con ở tận xứ xa, từ nước Cam Sa Ba trải qua ngàn dặm xuyên sơn mới tới đây. Con là Đông Cung Thái tử Đê Dê Ta, đến xin ngài một chút an lành. Đức Thế Tôn ơi, từ khi con nghe đặng thanh danh ngài, con không còn an nghỉ đặng nữa. Cung điện nhà vua, kho vàng lẫm bạc, hoàng thân quốc thích, cho đến mỹ nữ cung phi, nhan sắc tuyệt trần cũng không làm con phi dạ. Cả bả đỉnh chung mùi phú quý, hết làm cho con say đắm nữa. Con muốn tìm cái gì cao thượng hơn, trường cửu hơn và thiêng liêng hơn. Lạy Đức Thế Tôn, con xin ngài chỉ giáo cho con và thâu nhận con làm đệ tử. Ơn đức ấy, ngàn năm con nguyện khắc cốt ghi tâm. Đức Phật vẫn điềm nhiên trầm tĩnh, không thốt một lời nào. Ngài nhìn Thái tử một cách dịu dàng, hiền lành và thương xót. Thái tử nói tiếp, Đức Thế Tôn ơi, xin ngài huệ cố chỉ dạy cho con rõ, xin ngài hỷ xả cho con biết con có xứng đáng cái đặc ân này chăng? Bạch Đức Thế Tôn, từ khi con còn bé, con đã giữ mình tinh khiết, con tập làm lành lánh dữ, thuận với luật trời. Con giữ vẹn càn thường đạo lý, sớm công phu, chiều bái sám, hằng xem kinh sách trong mình. Những hành vi của con như thế, ngài cũng đã rõ lắm rồi. Vậy ngài cho con biết, con có đủ tư cách làm người đệ tử chăng? Đức Phật chỉ đáp vỏn vẹn rằng, không. Thái tử Đê Dê Ta làm thất vọng, buồn rầu bạch rằng, lạy Đức Thế Tôn, vậy con phải làm sao mới đặng? Con cúi xin ngài phán cho con rõ, con nguyện sẽ đem tất cả bền sanh chí lực tuân theo, hầu được ngài hạ cố, thâu con làm đệ tử. Con tự tìm thấy, rồi con sẽ rõ. Ôi, con biết tìm cái gì bây giờ? Hoàng tử nói với giọng đau thương, trung cảm vô ngần, nhưng Đức Phật vẫn giữ vẻ mặt điềm nhiên lặng lẽ. Hoàng tử mới tiếp rằng, Bạch Đức Thế Tôn cao cả, vậy thì để con tự tìm lấy, có lẽ ngài muốn thử lòng con. Đức Phật nói, phải. Bạch Đức Thế Tôn, bao giờ ngài cho phép con trở lại hầu ngài nữa? Bảy trăng sau mùa mưa này. Thái tử Đê Xê Ta lặng lẽ mọp xuống một lần nữa, hồi lâu mới từ từ đứng dậy, chậm rãi ra đi. Đoàn quân hộ tống khuất dạng trong đêm khuya, thanh khí nhẹ nhàng trở lại dần tứ phía. Mảnh trăng rằm treo lơ lửng trên những chóp núi cao đầy tuyết phủ, dòng ánh sáng trăng màu sữa chảy lai láng trên không gian tĩnh mịch, muôn sao nhấp nhánh, kết thành ngàn chuỗi hạt kim cương. Rừng đêm khuya lặng lẽ như tờ, dưới cội bồ đề, Đức Phật cứ mãi tham thiền, đưa tâm linh lên tận cõi niết bàn cực lạc. Con nai cái hiền lành, tựa đầu lên gối ngài, lim dim đôi mắt. Bảy trăng vừa qua, ngày kỳ hạn đã đến, cũng dưới cội bồ đề, cũng tại mé rừng hoang ấy, Đức Phật đang đợi chờ. Mặt trời đã dần lặn, ẩn đỏ một vùng phía tây, rồi dần dần biến thành màu xám sậm. Từ phương đông, mây đen kịch nặng trĩu, đủ các hình thù kỳ quái kéo đến. Bỗng chớp nhoáng sấm sét vang động, gió thổi mỗi lúc một mạnh, cành cây oằn oại, lá cuốn bụi bay. Cả thảy đều báo tin trận bão to sắp đến. Thú rừng xôn xao rạo rực tìm nơi ẩn trú,
chim từng đàn bay núp dưới cội bồ đề, kêu líu lo ríu rít ra dáng hải hùng. Một con bèo cái chui vào chân Phật, điềm nhiên an tĩnh như không biết cảnh giông tố bên ngoài. Mưa bắt đầu tuôn xuống, nước chảy ào ào như lở núi lở non, gió thổi mạnh kêu vi vút, xô ngã nhiều cây đại thụ, thật là đáng khiếp. Nhưng cảnh bão bùng sấm sét hiểm nguy như thế, không cưỡng chế được lực bên trong. Đúng giờ kỳ hẹn, thái tử Dejeta đã quỳ dưới chân Phật, rồi vì rét mướt, vì cảm động, thái tử lặng lặng dây lâu mới bạch rằng: Bạch Đức Thế Tôn, con đến từng ngày đợi cái buổi hạnh phúc hôm nay. Đối với lòng con mong mỏi, thấy thời gian qua rất chậm và hôm nay. Ôi, giờ phút thiêng liêng đã đến, sung sướng cho con biết dường nào. Bạch Đức Thế Tôn, từ khi con phân lệnh ngài về nước, con ráng dồi mài đạo đức, con giữ mình khiết bạch, chịu khổ hạnh nhiều bề. Ăn không dám no, ngủ không dám ngủ kỹ, để kiềm thân sát thân. Con buộc mình thức khuya dậy sớm, tham thiền, sửa tánh để ăn năn sám hối. Vậy hôm nay, ngài có bằng lòng thâu con làm đệ tử chăng? Đức Phật trả lời: Không. Vừa nghe lời vắn tắt này, Dejeta rất đổi kinh hoàng, nghẹn ngào rưng rưng giọt lệ, vén áo lên chùi với bao nỗi thất vọng. Hoàng tử lặng lặng một hồi lâu mới lập cập bạch rằng: Kính lạy Đức Thế Tôn, xin ngài mở lòng từ bi bác ái, thương xót con, cho con hiểu làm sao con không được ngài thâu làm đệ tử. Đức Thế Tôn ơi, xin ngài giải rõ cho con nhờ. Trong lúc ấy, con bèo cái ngẩng đầu lên ngó hoàng tử mà hầm hừ. Đức Phật đưa tay vuốt ve nó. Lúc bấy giờ, sấm sét đã dứt, mây tan mưa tạnh, cảnh Phật trở lại êm đềm như cũ, tựa hồ như để lắng nghe lời Phật dạy. Này hoàng tử cao quý ơi, những sự thử lòng mà ta mong chờ ở con chẳng phải thuộc bên ngoài mà chính về cõi tâm tình của con. Vậy ta chẳng biểu con bỏ vợ và cung phi mỹ nữ đâu. Ta chẳng biểu con ly gia đình, cắt ái để hủy bỏ cuộc đời xuân xanh lạc thú của con đâu. Ta nào bắt con chịu khổ hạnh để ép mình trì giới. Không, không đâu, ta không muốn con dứt bỏ những gì bên ngoài trong khi tâm con còn vương vấn những cái không hay. Bởi kiếp xưa con vụng đường tu, gây ra nghiệp chướng nặng nề, kiếp này tự nhiên con phải trả. Nhưng khi con đứng trước sự thử lòng khó khăn kia, thì con không có đủ nghị lực để thắng nó. Con đã sa ngã một cách sỉ nhục, ương hèn mà con không hay. Vậy con hãy trở lại làm người đạo đời suông, chớ những cách hành thiện của con có đủ điều kiện để làm người đệ tử. Nghe dứt mấy lời Phật nói, hoàng tử Dejeta như sét đánh vào tai, vừa thảm đạm vừa hổ thẹn mà bạch rằng: Bạch Đức Thế Tôn, xin ngài từ bi chỉ cho con rõ con sa ngã ở chỗ nào. Nói ra càng thêm thẹn cho con, nhưng con muốn biết để ăn năn sửa mình. Đức Phật dạy: Được, con hãy lắng tai nghe. Điều thứ nhất, con phẫn nộ khi người ta vu cáo con. Này hoàng tử cao quý ơi, con hãy nhớ lại một khi kia tại triều đình của phụ vương con có người vu cáo con một chuyện để mưu đồ đoạt ngôi vị của con. Đó là một thử lòng đến cho con đối phó cách nào cho xứng đáng là người đệ tử Phật. Mà rồi con không bình tĩnh chờ đợi cái ánh sáng chân lý đến chứng tỏ kẻ ngây người gian, hoặc giả con chịu ô nhục chuốc lấy sự vu oan một cách nhẫn nại và từ tâm để trả lại cho rồi cái quả báo kiếp xưa mà con đã gây ra. Trái lại, con lại thối thoát, con nhất quyết minh oan cho bằng được và con còn phẫn nộ lôi đình nữa. Đó là sự sa ngã thứ nhất của con. Hoàng tử Dejeta xanh mặt đáp rằng: Bạch Đức Thế Tôn, nếu con biết đó là nghiệp chướng tiền kiên thì ắt con đã vui lòng cam chịu sự nhục ấy rồi. Nhưng vì con còn vô minh, phải có bổn phận minh oan, trước cứu danh giá cho mình, sau cho hoàng tộc mình. Này hoàng tử, người thiện nhân ở đời bao giờ cũng có quyền phản kháng và minh oan cho mình khi bị vu cáo. Nhưng kẻ tu hành muốn bước chân vào đường đạo và muốn làm môn đồ nhà Phật thì phải làm thinh, cam chịu nỗi bất công xảy đến riêng mình. Bởi vì kẻ nào sống với tinh thần rồi thì những sự vật bên ngoài như danh giá, giàu sang, thế lực không còn trọng đãi nữa. Chúng nó chỉ có giá trị tương đối với đời sống tạm mà thôi. Con hãy tin chắc rằng trên đời này chẳng có sự ngẫu nhiên đâu. Ta sướng hay cực,
ta được người thương hay bị người ghét, ta giàu sang hay hèn hạ, đều do duyên lành hay quả xấu của ta đã gây ra nghiệp báo, bởi vì thiên hạ chí công và không bao giờ hữu nhân mà vô quả đặng. Người học đạo nên đợi một cách lãnh đạm cái mạo vinh hoa hay ô nhục và luôn luôn bình tĩnh, tâm không xáo động, chẳng khinh bên nào mà chẳng trọng bên nào. Khi con bước chân vào nền vương giả, tâm con cũng phải giữ mực quân bình như con đến chốn lều tranh vách đất. Con chớ vì ngoại cảnh mà khinh hay trọng. Hoàng tử Đê Xê Ta cúi đầu bái phục. Đức Phật dạy tiếp. Điều thứ hai, con sa ngã vì cái ích kỷ. Con ích kỷ trong tình thương. Con rất yêu mến một người bạn tên là Đa Sa, chẳng khác gì con. Tình thương ấy là do nhân duyên kiếp trước mà tạo thành. Rồi có một ngày kia, có một người lạ mặt tên là Batika đến tại triều của phụ vương con, cậy Đa Sa làm một việc mà ý con không muốn. Và khi người xin kết nghĩa kim bằng với bạn con lại ghen tức. Đó là cơn giông tố đã xảy ra ở trong lòng con. Đáng lẽ con phải ôm lòng chịu lẻ loi và ráng nhổ tận gốc những cỏ xấu đang xâm chiếm lòng con. Đáng lẽ con phải thương Đa Sa chứ chẳng phải thương để chiếm lấy một mình. Nhưng con lại đâm ra uất ức buồn rầu, con tìm cách ngăn cản, không cho bạn con thân thiện với kẻ khác. Và từ đấy trong lòng con để nhen nhúm lửa phiền ghen hận. Đó là điều con sa ngã lần thứ hai vậy. Bạch Đức Thế Tôn, sở dĩ con không muốn Batika kết bạn với Đa Sa vì con biết y lợi dụng bạn con, y vì tư lợi chứ chẳng phải tình thương. Con thầm nghĩ con có bổn phận bảo hộ bạn con khỏi lâm vào cạm bẫy đó thôi. Đức Phật trả lời, này hoàng tử cao quý ơi, với tay phàm mắt thịt, với thất tình lục dục của con làm sao đoán người trúng đặng, làm sao con dám quả quyết rằng bà tì vì tư lợi. Con phải đề phòng sắc tướng bên ngoài, nó gạt gẫm ngũ quan con, làm cho con đó vô minh, càng thêm vô minh hơn nữa. Vả lại người học đạo nên biết người mà không tìm thấy tật xấu của người, chỉ lưu ý đến tính nết mà thôi. Ví dầu con có đoán trúng đi nữa, thì cái tính tư lợi sẽ không vì thời gian mà để lại tính chân chính hay sao? Hoàng tử ơi, người thiện nhân ngoài xã hội có quyền bảo vệ tình yêu của họ để cho họ thưởng thức đến mãn đời. Chớ người đã xả thân cầu đạo và muốn làm đệ tử Phật, tiên phải dứt bỏ cả mọi điều cho chí tình yêu độc nhất cũng vậy. Và phải nhớ trong lòng mình những rễ nhuộm máu của sự ghen ghét và ích kỷ. Hơn nữa, người ấy phải ôm chân, không than van phiền muộn, sự phản bội và bất trung của người thân yêu nhất đời. Con ơi, chẳng phải người học đạo nên đặt chữ thương như nhiều người lầm tưởng, mà trái lại nên rộng lòng bác ái, yêu thương một cách vị tha, không mảy gì ích kỷ. Tình thương chân chính là nấc thang đưa con đến đài minh triết muôn đời. Hỡi hoàng tử, những của tiền phụ vương con, những sự vui sướng về nhục dục không làm cho con ưa thích nữa, vì lẽ con đã hưởng rồi, con đâm ra chán ngán, chứ chẳng phải công trạng gì mà con kể. Hoặc giả, con muốn dứt bỏ cảnh phú quý để tôn mình hơn người chứ có giá trị gì. Còn trước các công đức vĩ đại này mà duyên may đã đưa đến cho con lại thiếu can đảm, thiếu nghị lực để khoác lên chiếc áo hy sinh thật sự, một mảnh chiến bào bác ái, cứ cho ra mãi, không trông mong hồi đáp. Hoàng tử Đê Xê Ta bèn bạch rằng, lạy Đức Thế Tôn, xin Ngài mở lòng từ bi, giảng thêm cho con nghe nữa. Xin Ngài hãy làm cho con thêm thẹn nhục, để con được thức tỉnh mà ăn năn những sự lầm lạc. Chiếc màn vô minh tợ đám mây đang phủ kín phần hồn con, làm cho con ở trong cảnh đêm tối hơn giữa đêm khuya. Đức Phật dạy tiếp, hỡi hoàng tử cao quý, điều con sa ngã thứ ba là vì con thiếu lòng nhân ái. Nang Đà là một vị thứ phi của con đã làm nên tội trạng. Vì tính lăng loàn, con không cảm xót sự ngây thơ khờ dại của nàng. Con đành nhẫn tâm mạt sát, rồi xô đuổi ra khỏi hoàng cung, vô cùng tủi nhục. Nàng van lơn khóc lóc, lạy lục xin tha thứ, nhưng con cũng đành nhắm mắt, trừng trị thẳng tay.
Tại sao không mở rộng chút lòng nhân để khoan dung tội lỗi? Biết đâu chừng trước sự cao thượng của con, trước dạ từ bi bác ái của con sẽ cảm hóa đặng nàng và sẽ đem nàng lại con đường ngay chánh. Thái tử bạch rằng: Bạch Đức Thế Tôn, con biết làm cách nào hơn bây giờ? Nặng Nan Đà đã dơ danh xú tiết, nếu con còn giữ nàng lại ngôi vị xưa thì tự nhiên con bôi lọ danh giá của hoàng gia và của con nữa. Nếu con cứ điềm nhiên trước sự lố lăng ấy, có phải con làm bại hoại luân thường đạo lý của xứ con chăng? Đức Phật nói: Hỡi hoàng tử Dejeta, ta phải cần lập lại với con nữa sao? Người thiện nhân ở đời có thể nghĩ đến quyền lợi mình và tự do thưởng phạt cùng phán đoán theo lý trí mình. Nhưng người đã bước chân vào đạo rồi thì không được xét xử ai, phải tìm hiểu để mà tha thứ, chứ chẳng phải để kết án. Con cứ tưởng con là riêng biệt với kẻ điên cuồng tội lỗi. Họ chính là con đó, mặc dù còn ở hạng thấp kém hơn con. Nhưng nếu con nghĩ rằng con không liên đới một người hoặc một vật khác, tức là con đã tạo ra một nghiệp quả, nó sẽ buộc con với vật đó hoặc người đó cho tới chừng mà con cảm thấy sự duy nhất của vạn vật mới thôi. Con nên nhớ rằng tội lỗi và nhục nhã của thế gian là tội lỗi và nhục nhã của con, bởi vì con vốn là một phần tử của thế gian. Nghiệp quả của con vốn dệt chặt với nghiệp chung thân của nhân loại, và trước khi con được giác ngộ, con phải trải qua mọi chỗ dơ cũng như mọi chỗ sạch. Cái áo dơ mà bây giờ con gớm có thể là cái áo của con hôm qua hoặc ngày mai. Và nếu con tỏ vẻ nhờm gớm thì khi đặt lên vai con, nó sẽ siết chặt lấy con hơn nữa. Vậy, người đạo đức thật sự bao giờ cũng để ý tìm những lý do để châm chế và tha thứ hơn là để vạch lỗi người. Cái tâm họ chứa chan nguồn bác ái, từ bi đối với nhân loại nhiều hơn là những hạt cát trên đồng sa mạc. Sự thanh bạch là gì? Chẳng qua là một cái đức đó thôi. Người tu hành không nên lấy sự thanh bạch làm nền đạo riêng của mình. Lắm khi sự thanh bạch trở ngại bước đường tinh thần của mình. Nếu nó không đi đôi với tình bác ái từ bi, và nó sẽ dẫn ta đến chỗ kiêu căng và tự phụ, đến chỗ lãnh đạm trước sự đau khổ của người đời. Như thế, sự thanh bạch chỉ là một cái bóng không hồn đó thôi. Này hoàng tử Dejeta ơi, trong khi nhàn hạ, con có bao giờ nhìn lên chóp núi Hy Mã Lạp Sơn lúc mặt trời sắp lặn chăng? Con có thấy đỉnh núi đầy tuyết phủ, sừng sững giữa bầu trời xanh biếc chăng? Núi thật oai nghiêm hùng vĩ, nhưng bốn mùa lạnh như đồng. Ôi, cái cảnh ấy quá tiêu sơ, lạnh lùng ảm đạm. Không ngày nào khi có ánh sáng chiều ấm áp vừa dịu dàng chiếu ngày nào, thì cái cảnh buồn tên, não nuột kia lại bỗng hóa ra linh động, rực rỡ và đẹp đẽ phi phàm. Tạo vật trở nên mỹ tú, kỳ quan, làm cho tăng ngoạn mục và phơi phới tấm lòng. Sự thanh bạch mà thiếu lòng nhân ái thì có khác gì chót núi đầy tuyết phủ, lạnh lùng lãnh đạm, trông tẻ ngắt như xác không hồn. Còn sự thanh bạch mà đi đôi với lòng nhân ái thì có khác gì suối thần, hãy chạy tới đâu là vạn vật hớn hở, vui mừng tới đó. Thái tử Dejeta đem hết tinh thần, nghe Phật giảng không sót một lời nào, trong lòng rất hổ thẹn, ăn năn, cứ quỳ gối mà bạch rằng: Lạy Đức Chí Tôn, con xin Ngài cho con cái đặc ân gặp Ngài một lần nữa, để con ráng sửa mình cho hợp với lý đạo. Bây giờ con đã biết cách làm thế nào cho Ngài vui lòng rồi. Đức Phật từ bi dịu dàng đáp: Ta bằng lòng. Đoạn Ngài nhìn Thái tử Dejeta với nụ cười tươi dịu, chứa chan tình thương. Cặp mắt hiền lành của Ngài bỗng chói lên như ngôi tinh đẩu, lóng lánh rạng ngời, sáng khắp cả rừng, làm cỏ hoa hớn hở, chim chóc líu lo giữa đêm khuya như buổi bình minh vậy. Trời đất tối đen như mực, xa xa đoàn quân hộ giá đốt đuốc dẫn đường, theo sau là hoàng tử Dejeta, lê chân chậm rãi, trong trí còn văng vẳng lời vàng tiếng ngọc của Đức Phật từ bi. Ra khỏi rừng thì trời đã sáng, hoàng tử cùng đoàn tùy tùng lên đường trở về nước Kamsapa. Làn sương mờ đục đêm hôm đã tan dần trong không khí nhẹ. Nơi phương đông, một dải mây hồng nhạt nằm ngang chân trời xanh, phút chốc lại lan rộng và đổi màu đỏ ra da cam, rồi bỗng vụt biến sau những tia sáng rực rỡ
thành hình rễ quạt. Phần ô đã mọc, cảnh vật trở nên trong sáng tưng bừng với những màu tươi thắm, phang động những tiếng chim nuông đón chào buổi bình minh ngoạn mục. Lúc bấy giờ, trong chốn rừng xanh tĩnh mịch dưới cội bồ đề, Đức Phật Thích Ca vẫn ngồi yên như pho tượng. Khi hoàng tử Desita hồi trào gặp lúc vua cha lâm bệnh nặng, ngài lên cầm quyền thống trị, lấy sự công bằng và nhân ái làm căn bản. Trước nhất, ngài ban tước lộc cho Dasa và Batika. Ngài truyền cất cho hai người hai cái cung điện đẹp đẽ khích nhau cho đôi bạn được ở gần. Ngài lại cho người tìm vị thứ phi Nam Đà rước về hoàng cung ở với ngài. Khi tất cả triều đình và các vị cựu thần hay tin thái tử Desita phục chức nàng Nam Đà thì như bị sét đánh ngang tai, họ hết sức kinh ngạc. Họ mới suy tiếu dèm pha và khiển trách ngài thậm tệ. Thái tử Desita còn giảm thuế cho dân và thả tội nhân. Ngài bãi bỏ những sự mê tín dị đoan, tuy những sự cải cách sửa sang việc nước được công bình nhân ái, nhưng vì quá đột ngột nên hoàng tử không tránh khỏi lời dèm xỉm của triều đình và dân chúng. Họ nói ngài quá lạm quyền, bỏ chế độ quốc gia, phá hoại phong tục nước nhà, khuyến khích sự loạn luân. Hoàng tử giả mắt ngơ, tai điếc, trầm tĩnh và yên lặng trước sự sỉ tiếu cũng như trước sự khen ngợi. Ngài thấy mình đang trải qua sự thử lòng để tiến tới, bằng phải động lại thì sẽ thất bại như mấy lần kia. Ngài nhớ rằng, nếu muốn đến chỗ toàn thắng đợi, trước nhất phải chịu lao khổ. Mỗi mũi gai đâm vào chân làm rớm máu là mỗi lần bước về ngôi thiêng liêng. Người muốn đi xa trên con đường đạo thì phải làm chủ lòng mình và phải tìm trong thâm tâm cái gốc rễ của sự quấy, đặng diệt tận gốc nó đi. Sự quấy cũng sống và đâm chồi mọc rễ trong tâm của các bậc thượng nhân. Nếu ta không cương quyết thì làm sao thắng nó đặng? Nó là một thứ cây sống và cứ lớn mà kiếp này sang kiếp khác, và nó chỉ đơm bông khi nào con người đã thu thập nhiều sự kinh nghiệm của muôn kiếp luân hồi. Vả lại, trong kinh cổ điển đã có nói như vậy. Gốc rễ của tật xấu mọc tận thâm tâm con người, nếu ta nhổ nó đi thì tâm ta phải rớm máu và đời sống của ta dường như tan rã. Nhưng đó là một cuộc thử lòng ta phải trải qua. Nó có thể xảy ra ở nấc đầu hay cuối thang minh triết để đưa ta đến con đường sống thật. Ta phải tập trung tất cả lực lượng của tâm hồn vào đó mới đặng. Trong khi thái tử Desita thấy đặng cái chân lý vĩ đại này, thì có một phái bí mật lập ra để đánh đổ ngài do em ruột ngài chủ mưu. Họ hợp nhau để tìm mưu thần chứa quỷ, lật ngài, đặng đem em ngài lên thay thế. Họ phủ dụ quần chúng, hoàng tử Desita độc tài, nhưng sự cải cách của ngài sẽ làm cho nước Kamsapa mắc phải vòng nước lửa bên đao và sẽ đi đến chỗ diệt vong. Họ lại còn phao rằng, thái tử mê tín dị đoan nghe lời một vị ác tăng khét tiếng tại thành phố Kamsapa làm cho nước nhà rối loạn và đã bãi bỏ nhiều quốc luận lưu truyền từ cổ chí kim, quốc ý để lập ra một cái tôn giáo phù thủy. Người ta cứ tuyên truyền như thế để gây ác cảm trong lòng dân chúng. Rồi một ngày kia, hoàng tử Desita nghe kẻ tâm phúc mách rằng có một nhóm người định thích khách ngài. Cái tin sét đánh ấy không làm cho ngài lo sợ và xao xuyến, vẫn an tĩnh như thường, trong lòng cứ tưởng niệm đến đấng từ bi. Nhưng tốt quân hầu trung tính của ngài sốt sắng hộ giá cho ngài ngày đêm không ngớt. Một ngày kia, hoàng tử Desita vừa bước chân ra khỏi hoàng cung thì có người cầm dao nhảy tới toàn thích khách ngài. Người ấy là Alaya, thuộc dòng Satriyas. Ngài hô lên, thị thần nhào tới bắt trói đặng thủ phạm. Hoàng tử Desita mới bảo dẫn tên sát nhân đến trước mặt ngài. Hoàng tử bình tĩnh hỏi rằng, này Alaya, tại sao nhà ngươi muốn giết ta? Bởi vì tôi thấy ngài là một mối hại cho đất nước. Ngài phá hoại luân thường đạo lý, ngài muốn hủy bỏ phong tục thiêng liêng của nước nhà và đem lại cho chúng tôi một cải cách nguy hiểm, có thể đưa xứ sở đến chỗ diệt vong. Tôi phải giết ngài để trừ hậu họa mai sau. Hoàng tử Desita nhìn kẻ sát nhân với cặp mắt chứa chan tình thương xét nghĩ. Alada phạm tội chỉ vì mê tín mà thôi. Đoạn ngài dây qua đám quân hộ giá mà nói rằng, Các khanh có nhận thấy kẻ sát nhân này còn chút điểm lương tâm không? Vậy các khanh hãy mở trói thả nó ra.
Các quan chưng hửng, nhưng không dám cãi lệnh. Rồi thái tử nói tiếp với một giọng oai nghiêm như vậy. Bây giờ đây các khanh hãy lui ra, để một mình ta với người này nói chuyện mà thôi. Trước sự cương quyết ấy, đoàn hộ giá rất kinh ngạc, nhưng bất đắc dĩ phải liếu ríu lui ra, không dám ngó ngoái lại. Cả thảy đều phập phồng lo sợ cho tính mạng của hoàng tử không cùng. Alada ngạc nhiên và không hoảng sợ nữa. Y khoanh tay ưỡn ngực nhìn vào mặt thái tử như muốn khiêu khích. Không để ý đến cử chỉ khinh thị ấy, Diseta bước lại gần nhẹ nhàng để tay lên vai y, lặng lặng nhìn y trân trối. Trong mắt ngài chứa biết bao là từ bi bác ái và sẵn sàng tha thứ các tội lỗi. Ngài càng nhìn càng thầm nghĩ. Người đời cũng vì sự tự kỷ mà gây ra lắm điều tội lỗi. Bậc chân tu hay để mắt tìm các nguyên nhân của sự tội lỗi để tha thứ, chứ không chịu tìm tội lỗi để mà trách phạt. Mọi việc xảy ra trước ta chẳng hung dữ, muốn tận sát người. Trời đất chí ư công bình, lưới trời tuy thưa mà mũi kim dễ lọt được nào. Tội nghiệp thay cho kẻ tàn ác vì vô minh mà kiếp sau phải chịu muôn vàng đau đớn. Rồi một tình thương không bờ bến chiếm cả tâm hồn của thái tử và lan cùng vạn vật một sự ước muốn được cứu độ chúng sanh, đến nỗi tâm tư ngài đã thoát ra ngoài bản thể. Thình lình, thái tử Dejeta tiếp xúc được một cảm giác mới lạ và phi thường, dường như Đức Phật mà ngài đã tôn sùng là đấng tôn sư. Trong âm thầm đã ban ân bố hóa, ngài được minh tâm kiến tánh, biết rõ điều quá khứ vị lai. Nhãn quan bật tỏ chốc thời, ngài thấy được kiếp trước của Alada vốn là một tướng sĩ hung tàn bạo ngược, tạo ra biết bao nghiệp quả nặng nề. Rồi ngày nay cũng vì sự vô minh mà nó phải lầm lạc như thế này. Nếu ta lấy oán mà báo oán thì biết bao giờ oán nọ mới tiêu, ta phải lấy ân mà đáp oán thì oán mới dứt. Ôi tội nghiệp thay cho Alada. Chớp mắt, hoàng tử Dejeta không còn thấy Alada nữa. Ngài thấy hiện ra chỗ Alada đứng, một cõi hồng trần với vô số sanh linh đang mê man lăn lóc trong cảnh lầm than đau khổ. Chúng sanh vì vô minh mà mắc vào bánh xe luân hồi, mãi sanh rồi tử, tử rồi sanh, chịu biết bao nhiêu lần khổ não đau đớn. Khi vào cát ra đài, lúc lên xe xuống ngựa, khi làm kẻ cùng đinh tàn tật mà mỗi kiếp luân hồi đều đem lại sự đau khổ. Nhưng con người luôn luôn muốn đầu thai, chịu sự đau đớn, mà sự đau khổ là cái kết quả của sự ham muốn vậy. Thằng ôi, đời là bể loạn. Nghĩ đến thân phù thế mà đâu có khác gì bọt trong bể khổ. Tội nghiệp thay cho nhân loại đang oằn oại dưới màn vô minh, mãi đắm chìm theo mùi trụy lạc. Chứ nào dè phú quý tợ môn tiền tuyết, công danh như thảo thượng sương. Hỡi thế giới đau khổ, hỡi nhân loại đang dãy dụa trong lưới đau thương của cuộc đời, ta đã thấy và đã nghe hơi thở hấp hối của trần gian. Ôi, đời vẫn là thế, sao chính ta đây cũng đã say đắm với những khoái lạc huyền hoặc của cuộc đời. Người hiểu rõ cơ trời thì cho cõi trần chẳng khác giấc mộng huỳnh lương, nên không tranh giành cấu xé vì bả vinh quang phú quý. Phải chi mọi người đều biết thương yêu lẫn nhau như tình huynh đệ thì đâu có sự thống khổ này. Nếu biết chắc chúng sanh vốn một gốc mà ra và huynh đệ với nhau thì đâu có cảnh nội gia xáo thịt. Suy nghĩ đến đây, thái tử Dejeta cảm thấy trong lòng tràn ngập một mối yêu thương tha thiết. Ngài muốn giang tay siết chặt loài người vào lòng đang thổn thức của ngài, mong đem tánh mạng và tinh thần với một tình thương vô tận mà ấp ủ vuốt ve những kẻ tội lỗi rầu đau. Ngài muốn hy sinh cái gì cao quý của lòng mình để đưa người trần tục lên một nấc thang tiến hóa. Đến đây, thái tử Dejeta bỗng trở lại thực tế, dường như sực tỉnh sau một giấc mộng phi thường, rồi nhìn lại thấy Alaya gục đầu kinh khủng. Ngài bèn nói với một cách tha thiết rằng, anh ơi, tôi không biết gì hơn là anh và tôi vốn thật là anh em với nhau cùng chung một đấng cha lành. Tôi thương anh lắm, vậy anh hãy ngã vào lòng tôi, cũng như muốn chia sự vinh quang của tôi, cũng như tôi muốn chia điều đê nhục của anh. Từ đằng xa, quân hầu đợi đã lâu,
Ánh thái dương rọi xuống rừng sâu, vạn vật tưng bừng, cây cỏ tươi xanh, muôn hoa đua nở, hương sắc thanh kỳ, phô vẻ ngàn hồng muôn tía như mỉm cười duyên dáng trước ngọn gió mai. Xa xa, mấy cúc thùy dương dịu dàng nghiêng mình soi bóng bên dòng suối nhỏ trong veo. Dưới cội bồ đề hùng vĩ, Đức Phật đang ngồi kiết già thiền định. Ngài đang đợi Thái tử từ đêm hôm, bởi vì ngày đinh ninh, Thái tử không bao giờ thất hẹn. Cảnh Phật lúc bấy giờ như đang đón một niềm hạnh phúc thiêng liêng gì. Đóa hoa hàm tiếu trong kẹt đá bỗng ngẩng lên và khoe nhụy. Những con sóc vàng mắt sáng đang uống mình dưới ánh thái dương bỗng nhảy nhót lên như mừng rỡ, đợi chờ. Gió hôm nay lại rào rạc, ngạt ngào thổi hương rừng từ cõi xa xăm đưa lại. Trên cành hoa sứ trắng tinh, bầy chim non ríu rít mà Đức Phật thường nói là bầy con dại đang uốn lưỡi tung ra tràng nhạc thiêng liêng nghe thánh thót. Xa trong những giọt sương nặng trĩu trên cành tơi liễu buông mình xanh mướt lóng lánh dưới ánh mặt trời buổi sáng như những hạt kim cương vô giá. Bởi vì trong cảnh tĩnh mịch của núi rừng, sự hoan khởi của tạo vật tức là hoan khởi của tinh sương trong sạch. Bỗng đâu có tiếng động từ xa đưa lại, và Đức Thế Tôn bèn mỉm cười mở mắt. Thái tử Dejeta đã đứng trước mặt ngài. Không một tên quân hầu, không ăn mặc xung xuê, chỉ khoác trên mình một manh áo vàng của người hành khất với dáng điệu mệt nhọc vì đã trải qua bao dặm xuyên sơn. Thái tử bèn quỳ mọp xuống chân Đức Từ Bi, vô cùng cảm động, chẳng thốt một lời nào. Đức Thế Tôn xòe bàn tay mặt đưa lên khỏi đầu Thái tử để ban ân huệ, rồi nói với một giọng hết sức dịu dàng. Đệ tử Dejeta con ơi, ta vui mừng và hoan nghênh con vậy. Rồi từ đấy, trên con đường giải thoát rộng lớn thanh thang của Đức Từ Bi, bên cạnh ngài, hình bóng Dejeta sớm hôm luyện đạo để một ngày kia thay mặt cho tôn sư mà phổ độ thế gian. Câu chuyện chúng tôi chia sẻ đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị.